Chúng con cũng xin kính chào và cảm ơn đến quý ông bà anh chị em gốc võ rỗng đang làm ăn xa quê hoặc là đang sinh sống tại hải ngoại. Ngày hôm nay cũng đang hướng về phần đất tổ tiên này để hiệp thông với chúng con trong thánh lễ qua các phương tiện truyền thông trực tuyến. Thưa quý vị, dù không thể về bên phần mộ của người thân yêu trong ngày lễ này để dâng một bông hoa hay thắp lên một ngọn nến trên phần mộ của tổ tiên nhưng xin quý vị xa quê cứ yên tâm bởi vì nơi phần đất thiêng liêng này không có linh hồn nào gọi là mồ côi, cũng không có phần mộ nào trống vắng lạnh lẽo. Tất cả anh em linh mục chúng con cũng như cộng đoàn giáo xứ xin được thay cho quý vị chăm sóc những người đang an nghỉ nơi đây, không chỉ trong thánh lễ trong các lời cầu nguyện mà còn nỗ lực chăm sóc vệ sinh, sơn phết cũng như thắp lên trên những phần mộ đó những ngọn nến đầy sự kính trọng và lòng mến yêu của chúng con vì thân nhân của quý ông bà anh chị em cũng là thân nhân của tất cả chúng con một lần nữa chúng con xin được kính chào và cảm ơn tất cả lạy cha những kẻ cha ban cho con thì con muốn rằng con ở đâu chúng cũng ở đấy với con để tình cha yêu con ở trong chúng và con cũng ở trong chúng nữa kính thưa cộng đoàn phục vụ đó là lời cầu xin tha thiết của Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha trước khi Ngài rời xa các bồ đề của Ngài. Thế thì thưa cộng đoàn, lời cầu xin tha thiết đó của Chúa Giêsu phản ánh ước muốn gì nơi những người đã ra đi trước chúng ta? Và ngày hôm nay khi chúng ta quy tụ về đây để cùng nhau cử hành thánh lễ cầu nguyện cho người đã qua đời, thì đâu là cái điều chúng ta cần khắc ghi và thực hiện trong những tháng ngày sắp tới cho phần đời còn lại của mình. Một câu chuyện có tiêu đề là chị Hai được tác giả kể lại như thế này. Đám rỗ cha. Chị Hai lọ mọ từ quê lên vừa bước tới cổng thì thấy vợ thằng Út đi ra. Chị Hai cất tiếng: "Tôi mới lên mà Út có khỏe không?" không trả lời trả vốn vợ thằng út đi thẳng ra cổng chị hai tiêu nghỉu đi thẳng vào nhà chào mẹ thằng út nãy giờ đứng đó không thèm nhìn chị hai lấy một cái liền lên tiếng bộ bà không còn bộ đồ nào hay sao mà ăn mặc lôi thôi lết thết như thế cứ ở yên dưới đó rảnh thì tôi chở mẹ xuống thăm chứ lên đây làm chi chị hai lủi thổi đi thẳng xuống bếp còn mẹ buông tiếng thở dài Buổi trưa khách khứa đến rất đông Người nào người đấy ăn mặc sang trọng Buổi tiệc bắt đầu chủ khách cùng ly rôm rả Mẹ nhìn quanh không thấy chị hai đâu Vội vã lên tiếng Con hai đâu rồi lên đây ngồi ăn với mẹ Chị hai rón rén đi lên Thằng út liền đứng phát dậy Đi đến chặn chị hai lại Bà ngồi ăn với sấp nhỏ dưới bếp đi Chứ lên trên này ngồi Quan khách họ nhìn vào Thì tôi cất cái mặt đi đâu Chị hai khừng lại Lau vội giọt nước mắt xém trào ra ngoài Rồi lầm lũi đi xuống bếp Mẹ nghe thằng út nói vậy Cũng buông đũa đi vào phòng Tiệc dỗ tàng Thằng ba con tư vào phòng chào mẹ đi về Thấy đôi mắt mẹ đỏ hoe Hai đứa nó xuống vào hỏi rối rít Mẹ làm sao vậy Sao mẹ lại khóc Mẹ nhẹ nhàng giải bày Bây khoan hãy về Nắng lại đây một tí Con tư ra gọi thằng út và con hai vào đây mẹ có chuyện muốn nói, bốn đứa con ngồi bên, mẹ chậm rãi nói, bay có biết không? Tức khi ba của bay mất là lúc con hai nó bỏ học nửa chừng đi ở đợi cho người ta để kiếm tiền phụ ta lo cho bay ăn học, bao nhiêu tuổi nhục cực khổ con hai đều gánh hết. Có một lần chủ nhà mất chỉ vàng nghi ngờ con hai lấy, rồi họ xuống vào đánh nó tả tơi, nó chạy về nhà mặt tím bầm quần áo rách te tua, nó khóc tức tưởi, mẹ ôm nó vào lòng mà đứt từng khúc ruột. Từ đó nó nguyện với lòng không để cho bay khổ cực như nó, nên nó cày thuê gánh mướn quên cả thanh xuân để cho bay được như hôm nay. Thằng ba bây giờ là giám đốc bệnh viện, con tư là doanh nhân thành đạt, thằng út là giám đốc tập đoàn nước ngoài còn con hai nó hy sinh cả đời không chồng không con vì lo cho bay bây giờ nó nhận được cái gì ngoài sự hát rồi của bay mẹ buồn lắm các con ạ à. mỗi lần nhìn thấy con hai ta không cầm được nước mắt nếu ngày xưa nó không lo cho bay bây giờ nó cũng có chồng có con như người ta mẹ còn nhớ hoài lúc xưa có thằng đó yêu nó quá trừng trừng cái hôm mà nó đến xin hỏi cưới con hai nó mới nói như ri Tôi theo anh về nhà anh rồi Ai lo cho mấy đứa em tôi Từ đó thằng bồ nó bỏ đi bượt xứ Nửa đêm thức giấc lúc nào mẹ cũng thấy con hai Cầm tấm hình thằng đó mà thở ngắn thở dài Nó nuốt cái đau buồn vào lòng Âm thầm chịu đựng một mình mà lo cho tụi bay Thằng ba con tư thằng út bây phải biết thương yêu con hai Mẹ thì tuổi già gần đất xa trời Rồi cũng sẽ đi đoàn tụ với ba bay Ta nào có ước mơ gì hơn ngoài mong cho con cái của mình yêu thương bảo bọc lẫn nhau Bởi vì có ai sống mãi để tranh đấu hơn thua nhau bao giờ Mà thấy bay cư xử với nhau thế này Ta có nhắm mắt xuôi tay cũng không yên lòng Thằng ba con tư nghe th thằng út nghe mẹ nói vậy Đứa nào mắt cũng đỏ hoe Tụi nó đã hiểu ra là mình có lỗi với chị hai nhiều quá Không ai bảo ai Ba tuổi nó ôm chầm lấy chị hai mà khóc nức nở Thưa cầu đoàn Đặt qua một bên tấm lòng hy sinh cao cả của chị hai Để chỉ nhìn vào tâm tư của người mẹ Chúng ta thấy Như Chúa Giêsu đã tha thiết xin với Chúa Cha Cho những người thuộc về mình Được nên một trong tình yêu Thiên Chúa Và hiệp nhất yêu thương nhau thì trước lúc đi xa người mẹ đau khổ kia Cũng chỉ mong con cái của mình yêu thương nhau như anh em một nhà Thế cho nên thưa cộng đoàn lúc này đây Khi đang ngồi cạnh mộ phần của người đã ra đi trước chúng ta Thì hẳn chúng ta cũng đang nghe họ thầm thì Với Chúa Cha cũng một tâm tình như Chúa Giêsu xu Lấy cha con muốn rằng con ở đâu thì người thân của con cũng ở đấy với con Để tình cha yêu con ở trong chúng và con cũng ở trong chúng nữa Tuy nhiên thưa anh chị em Có lẽ cái điều mà chúng ta không khỏi băn khoăn đó là Tại sao Chúa Giêsu hay những người đã ra đi trước chúng ta Không ước muốn không cầu xin cho chúng ta Được giàu có, được thành công Mà lại chỉ ao ước cho chúng ta Sống trong tình yêu Chúa Sống trong tình mến thương nhau Tại sao vậy? Tôi nghĩ là có nhiều lý do lắm. Tuy nhiên có hai lý do rất cụ thể. Cái lý do thứ nhất đó là mọi thứ trên trần gian này sẽ qua đi. Bởi có một điều mà chúng ta không thể phủ nhận đó là những nấm mồ trước mắt chúng ta đây. Có người ngày xưa đã một thời ồn ào náo nhiệt, một thời bon chen giữa chợ đời ấy vậy mà giờ đây những nhọc nhằn những hơn thua những hận thù những lời hứa cùng những khát vọng về bạc tiền về của cải tất cả đã chìm vào dĩ vãng đã đi vào lạc quên thế nên khi mời gọi chúng ta hãy sống trong tình yêu chúa trong tình mến thương nhau thì những người đã khuất muốn chúng ta nhớ rằng hỡi người hãy nhớ mình là bùi cho một mai người sẽ trở về bùi cho và thưa anh chị em khi đã ý thức thân phận là mình mình là bùi cho rồi thì lý do thứ hai dẫn đến việc chúng ta được mời gọi hãy sống yêu thương khi còn có thể chính là bởi vì thông thường khi sống bên nhau người ta ít đối đãi ân cần với nhau người ta ít nói những cái lời chân thành yêu thương nhau có thể những cái lời ngọt ngào những lời yêu thương khi còn sống người thân của chúng ta khao khát được biết nghe biết là nhường nào thế nhưng mà tất cả đã bị chôn tận đáy lòng khiến chúng ta ngại ngùng không dám bày tỏ mà thay vào đó là những đối xử vô tâm những cái lời nói cay nghiệt làm đau lòng nhau chồng chửi bới vợ vợ càm ràm chồng anh em trong một nhà cắn cấu nhau vì phân vàng tất đất hay vì đùn đẩy nhau bổn phần chăm sóc cha mẹ rồi thì hàng xóm chửi rủa nhau vì tiếng karaoke Hay lườm nguyết nhau vì xả thải đầy đường Rồi cha mẹ thì bỏ bê con cái Hay là con cái tư cứ xưa xử tệ bạc với cha mẹ Khi họ đã cừng lông tóc bạc ra Để nuôi dạy chúng ta nên người Chẳng hạn cách đây không lâu Ở Hải Dương đã xảy ra một cái sự việc như thế này Bà nội ở nhà trông cháu cho bố mẹ cháu đi làm hôm ấy thấy hộp sữa cháu hút không hết mà đã vứt bỏ bà thấy tiếc nên nhặt hút lại đúng lúc cầm lên hút thì bố cháu về hắn ta nói với mẹ con mua sữa cho cháu uống chứ có phải cho bà uống đâu hóa ra trước giờ toàn bà nội uống sữa của cháu bà cụ bối rối thanh minh không phải đâu con nó vứt đi rồi mẹ lắc thấy còn cho nên mẹ tiếc hút lại thôi ông con lớn tiếng quát lại bà bị bắt tận tay mà còn chối không biết con tôi ở nhà có được bà cho ăn hay không nữa Nước mắt bà trào ra thanh minh Bà thề bà mà như thế thì chết không nhắm được mắt Nhưng ông con trai càng được đà lớn tiếng chửi Sao bà không chết đi cho nhẹ nợ Nuôi con đã khó khăn rồi giờ còn sữa cho bà nữa Thì lấy đâu ra Cứ làm bảo làm sao tốn tiền sữa Thế rồi tiếng bà nội dành uống sữa của cháu lan tới tai hàng xóm Đi đến đâu bà cũng bị nghe người ta dè biểu bà than thở với con trai sao con lại đi nói với hàng xóm như vậy mẹ nhục nhã quá giá mà chết đi được có phải hơn không hắn liệt quát lại bà đi chết đi để tôi chở bà đi chết bao nhiêu cơn uất hận dồn lên bà bảo mày chở tao ra sông cái tao nhảy cầu tự tử cho mày coi tưởng rằng thằng con trai biết ăn năn hối lỗi ai rẻ nó lấy xe máy chở bà đi thật nó rồ ga chạy một mạch đến cầu lớn rồi thách thức Bà ngon bà nhảy đi tôi xem Nước mắt bà nghẹn ngào Mẹ muốn chết được ở bên bố con Con chở mẹ về lấy ảnh bố được không Nó càng điên tiết hơn quát lớn Bà ở đấy đi tôi về lấy mang ngay ra cho Nói rồi Thằng con quay đầu xe với nét mặt hầm hầm Vun vút lao đi Trong lúc ngồi chờ Bà cảm thấy xót xa cho cuộc đời Nuôi con một mình khi chồng chết Mới 24 tuổi miếng ngọt miếng bùi bà nhường hết cho con bao năm tháng mỏ cua bắt ốc vất vả để con được no đủ bà không nghĩ đến ngày bà phải chết ê chề tủi nhục như vậy nhưng sống còn ý nghĩa gì khi con nó đối xử như thế với mình đang miên man suy nghĩ vậy bỗng thấy trong lòng bồn chồn và vì chờ đã lâu nên bà quyết định quay về nhà vừa vào đến cổng bà thấy mọi người tụ tập rất đông trong nhà tiếng gào khóc kêu la um sùng thì ra trong lúc thằng con phóng xe về lấy ánh lấy ảnh bố cho mẹ nhảy cầu tự tử do quá hung hăng vội vã cho nên anh đã lạc tay lái tông vào cột điện trước nhà đập đầu xuống đất và chết vì dập não người mẹ kia quên hết những đắng cay nhục nhã đang phải chịu bà nhào vào ôm lấy xác con rồi gào khóc thảm thiết con ơi, xin con tha lỗi cho mẹ, cũng tại mẹ đã hút hộp sữa thừa của cháu, mà giờ con phải ra nông nỗi này. thưa anh chị em, không cần phải xét đến việc người con đó có bị quả báo hay không, mà chỉ nhìn vào cái kết đáng buồn từ câu chuyện ở trên, chúng ta nghiệm ra rằng, Sở dĩ Chúa Giêsu và những người đã ra đi trước chúng ta không ngừng khẩn nài Chúa Cha và mời gọi chúng ta sống trong tình yêu Chúa, trong tình mến thương nhau, chính là bởi vì nếu không đủ yêu thương thì người ta sẽ làm không chỉ làm cho người khác khốn khổ mà người ta còn tự chuốc lấy những cái kết đớn đau cho cuộc đời của mình. Nếu không đủ yêu thương, người ta sẽ trở nên bất nhẫn với tha nhân hoặc là bất nhân với cả chính cha mẹ vợ hoặc chồng, con cái hay là anh chị em của mình. Mà thương chị em thời gian thì mau qua, cha mẹ thì chóng già. Và rồi khi cha mẹ đã qua đi, chúng ta muốn hiếu thảo cũng không còn cơ hội nữa. Hiện diện ở đây giờ này chắc có không ít anh chị em đã đi qua kinh nghiệm của những người vì hoàn cảnh dịch bệnh mà không thể về chịu tang cha mẹ, vợ hoặc chồng hay là con cái của chúng ta. Năm ngoái bằng giờ này, có nhiều người trong anh chị em đã không thể ở bên người thân của chúng ta vào những giây phút khó khăn nhất của một đời người. Một muỗng nước cũng không thể xúc cho họ uống, một cái nắm tay cũng không thể thực hiện, một nắm cát hay là một nhành hoa thả xuống mộ cũng không thể làm được. Để rồi ngày hôm nay khi về đây Ông bà cha mẹ hay người thân của mình Đã nằm sâu dưới lòng đất Chẳng còn nói với chúng ta một lời nào nữa Thưa Cộng đoàn Con nghĩ rằng Cái cảm giác muốn thể hiện tình yêu thương Muốn làm một cái điều gì đó cho người sắp qua đời Mà không thể thực hiện được Chắc là chúng ta cảm thấy bất lực và đau khổ lắm bởi vì có một người con đã kể về bố của mình như thế này cả nhà ngồi chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại chú thấp thỏm không yên nên nói với bố anh tìm cách đi nếu máy bay ngừng hoạt động rồi thì mình thuê xe tìm mọi cách đi chứ bà không đợi được lâu nữa đâu mắt bố đỏ hoe bố đứng khuất trong góc mình thấy rõ người bố run bật bật Bố bảo Nam làm ăn và lập gia đình từ hồi còn trẻ Mấy năm mới thu xếp công việc bay về Bắc thăm nội được một lần Cả cuộc đời bố tất bật tối ngày làm lùng chăm lo do cho gia đình Đến nỗi chẳng còn giờ phụng dưỡng người đã sinh ra mình Để rồi giờ này khi nội sắp đi bố cũng gần như bất lực Đúng 12 giờ đêm Sài Gòn bắt đầu lệnh phong tỏa Bỗng dưng phía bên kia màn hình điện thoại vang lên tiếng gào khóc nức nở tôi phóng to lên để thấy cặn cận cảnh tay nổi buông xuống mắt khẽ nhắm từ từ cả nhà bật khóc tức tưởi bố ngồi im và không nói gì nữa từ lúc đó cho đến khi an táng nội bố không nói một lời nào đôi mắt không rời khỏi màn hình điện thoại thương nội một thì mình thương bố mười cuộc sống chưa bao giờ công bằng với bố cho tới ngay cả lúc đó khi người gần như quan trọng nhất cuộc đời bố ra đi bố cũng không thể về để nói một lời từ biệt vào lúc người ta hạ quan tài nội xuống huyện bố quỳ sụp xuống lầy tạ nội qua màn ảnh trong tiếng khóc nức nở tiếng khóc nức nở của một người con trai mất mẹ nghe thảm thiết lắm mười mấy năm làm con bố chưa bao giờ mình thấy bố khóc bố mạnh mẽ và sương gió Nhưng trước cái chết của mẹ mình mà không thể làm gì hơn Bố cảm thấy dây dứt và bất lực Cái cảm giác đó khó có lời nào có thể miêu tả được có những im lặng khiến người ta thanh thản Vì câu chuyện khép lại rồi Nhưng có những sự im lặng khiến người ta dây dứt cả một đời Bởi vì ngay cả lời cảm ơn câu tạm biệt cũng chẳng kịp nói Cái nắm tay hay là một lần đưa tiễn cũng chẳng thể thực hiện Thưa cộng đoàn Kinh nghiệm đau buồn của người con trong câu chuyện ở trên một lần nữa Giúp chúng ta hiểu ra lý do tại sao Chúa Giêsu hay những người đã ra đi trước chúng ta Luôn tha thiết cầu xin cho chúng ta Được ở trong tình thương Chúa Để chúng ta có thể sống trong tình mến thương nhau Khi còn có thể Chính vì vậy thưa anh chị em Lúc này đây khi ngồi bên nhau Để nhớ về sự ra đi lặng lẽ của bố một cái chết buồn đau của mẹ Sự ra đi bất ngờ không lời từ giã Của người vợ hay người chồng Cái chết đau thương vì tai nạn của một đứa con Mà chúng ta hằng yêu quý Hay là của một người bạn đã từng một thỏa gắn bó với chúng ta Thì điều mà chúng ta cần phải làm Không chỉ là xin một thánh lễ Dâng một bó hoa Hay lên thắp lên một đén hương trầm mà điều quan trọng hơn hết chúng ta cần thực hiện chính là hãy nói một lời hứa sống thật tốt những tháng ngày còn lại trong phần đời của mình cư xử thật tốt với những người còn sống bên cạnh chúng ta để rồi khi họ qua khỏi cõi đời này chúng ta không ân hận không xót xa không dằn vặt vì những điều đáng lẽ phải làm mà chúng ta chưa làm cho họ và thưa anh chị em khi làm được như vậy thì điều mà Chúa Giêsu và những người đã ra đi trước chúng ta đã thưa lên Chúa Cha chắc chắn sẽ thành hiện thực. Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho con thì con muốn rằng con ở đâu, chúng cũng ở đấy với con, để tình Cha yêu con ở trong chúng và con cũng ở trong chúng nữa.